Tiếp theo đó là về chữ thế của bệnh nhân, và tiếp theo đó là quy ước đặt tên cho cái trường chiếu, thì có hai phần, đó là hướng trường chiếu về góc của trường chiếu, về hướng của trường chiếu thì mình sẽ đặt theo bệnh nhân, gồm có năm hướng, đó là trước sau trái phải hoặc là hướng chết, thì cái chữ chữ viết thì ký hiệu của cái hướng này. Về sớm vậy? Nhanh vậy? Mới nói chuyện đây mà. Anh cũng đi lẹ dữ. 9 giờ mấy là anh về luôn rồi hả? Sao vậy? Còn 2 giờ không? Trong chương trình đó. Thì cái hướng của cái trường chiếu này sẽ được ký hiệu bằng những cái chữ cái đầu tiên trong tên tiếng Anh của nó, ví dụ như là sau là posterior thì nó sẽ ký hiệu là chữ B. Tiếp theo đó là góc trường chiếu, thì góc trường chiếu này thì sẽ xác định theo máy xạ trị. Để hiểu hơn về cái quy ước đặt tên này thì mình sẽ đi vào một vài cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên đó là trường chiếu E0, thì E ở đây có nghĩa là phía trước của bệnh nhân. Thì nhìn vô cái hình này thì các bạn đừng có quan tâm đến hai cái dấu than đỏ ở đây. Thì ở đây ta có là E0 thì E là anterior, có nghĩa là chiếu từ phía trước bệnh nhân. Thì mình ví dụ là mình đang cho bệnh nhân nằm ngửa đầu hướng về phần thân máy, thì chiếu từ phía trước của bệnh nhân, tức là nó sẽ chiếu theo các hướng như mình đang di chuyển cái mũi tên luôn. Các bạn chờ mình một chút. Thì đây mình nói lại là nó chiếu từ phía trước của bệnh nhân, tức là nó có thể chiếu bạn là trong các cái mũi tên như thế này, nhưng mà nó có một cái điểm đó là không, ở đây có nghĩa là đầu quay góc máy là 0 độ, tức là nó sẽ chiếu thẳng gì, nó chiếu thẳng nguyên góc với bệnh nhân. Thì cái trường hợp tiếp theo đó là trường chiếu L0 60, thì tương tự E là chiếu từ phía trước, L là bên trái, về không về ô là chết, thì nó hiểu đó là nó chiếu chết bên phía trái từ phía trước của bệnh nhân. Về nó chết bao nhiêu thì ở đây có 60, có nghĩa là nó chết 60 độ, tức là nó chiếu từ trong cái khoảng đây, khoảng như vậy. Tiếp theo là về phần cố định bệnh nhân. Thì mục đích của việc cố định bệnh nhân đó là, thứ nhất là hạn chế cái sự chuyển động của bệnh nhân. Thứ hai đó là tăng tính chính xác. Tăng tính chính xác về cái lượng phân bố, cái liều. Và thứ ba đó là tránh xạ trị vào những vùng không mong muốn. Thì tóm gọn lại là mục đích của bệnh nhân đó là phải giúp cho việc sẽ mục đích của việc cố định bệnh nhân đó là giúp cho việc xạ trị một cách chính xác, an toàn và hiệu quả. Thì đây là một cái ví dụ về việc cố định bệnh nhân. Thì theo như ban đầu, theo như cái mô phỏng ban đầu thì cái khối cái việc mình cái liều sẽ nó sẽ ôm sát theo cái khối bú này. Tuy nhiên á, là vì một vài cái sự cử động của bệnh nhân trong quá trình điều trị thì cái
cái liều sẽ nó để không đi đúng đến cái bú này, mà nó sẽ ăn lan ra cái những cái phần mô lành xung quanh, cụ thể ví dụ giống như là tủy, về cái mô bú này thì nó sẽ không nhận được đúng cái liều mà nó cần phải xả. Thì nguyên tắc của việc cố định bệnh nhân đó là thứ nhất là phải cố định vững, thứ hai là phải để cho bệnh nhân thoải mái, bởi vì là trong quá trình mà mình mô phỏng cũng như là sẽ trị thì bệnh nhân sẽ phải nằm trên cái bàn đó khá là lâu, trên cái bàn sẽ trị, trên cái bàn mô phỏng khá là lâu, nên là nếu như mà bệnh nhân mà không cảm cái tư thế bệnh nhân không cảm thấy thoải mái thì sẽ gây những cái sự chuyển động trong trong cái tư thế. Nguyên tắc thứ ba đó là dễ thực hiện và cuối cùng là có thể lặp lại nhiều lần trong các đợt xạ. Đối với lại phương tiện cố định thì một phương tiện cố định lý tưởng phải có những cái tính chất đó là thứ nhất là dễ sử dụng, thứ hai là dễ làm, tạo ra công cụ cố định. Thứ ba đó là giúp cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu thoải mái. Thứ tư là không cần nhiều thời gian, không cần nhiều không gian để lưu trữ. Có khả năng chống lại sự uốn cong và kéo giãn. Và cuối cùng đó là ít bị ảnh hưởng bởi chùm tia cũng như là không tạo ra xảo ảnh. Mình sẽ đi đến giới thiệu một vài cái dụng cụ cố định hơn. Đầu tiên đó là gối cố định, thì gối cố định sẽ có thứ nhất là gối cố định đầu, thì đây là những hình ảnh của gối cố định đầu. Nó sẽ có rất là nhiều cái size khác nhau để mà phù hợp với lại cái kích thước của bệnh phần đầu của bệnh nhân. Đây là gối cố định chân. Tiếp theo đó là lưới cố định. Thì lưới cố định nó được làm từ polycarbolactone. Bình thường, ở điều kiện bình thường thì lưới cố định nó sẽ cứng, nhưng mà nó có tính chất là biến tính theo cái nhiệt độ. Cụ thể là khi mà mình ngâm trong nước ấm 60 độ thì nó sẽ mềm, và ngâm trong 150 độ thì nó sẽ nóng chảy. Dựa vào cái tính chất này thì người ta sẽ tiến hành làm ra những cái lưới cố định nó phù hợp với lại từng cái bộ phận trong cơ thể, nó sẽ ôm sát so với cái bộ phận cơ thể của bệnh nhân. Đây là lưới cố định phần đầu. Đây là lưới cố định vùng bụng. Đây là lưới cố định vùng chậu. Đây là lưới cố định vùng tay. Và đây là lưới cố định vùng chân. Đây là cái mặt thẳng nghiêng hơn. Đây là khuôn cố định toàn thân. Trên cái khuôn cố định toàn thân thì nó sẽ có trên cái khuôn cố định của cái mặt phẳng nghiêng thì thường nó sẽ có kèm theo là cái tay nắm, và đây là cái vòng cố định chân. Thì nhóm mình sẽ cho các bạn xem một cái video về cái làm mặt nạ để trị. Nhắc xe fly chìm. Sao vậy? Nhắc xe fly. Được chưa vậy? Được chứ. Được rồi.
cô và các bạn đợi một chút xíu ạ, có chút trục trặc. Thì cái phần clip làm mặt nạ sẽ trị thì mình sẽ cho các bạn xem sau, bởi vì đang gặp một chút kỹ thuật thôi. Thì tiếp đến là phần thuyết trình của bạn Phan Trần Ngọc Phi. Thì chào cô và các bạn, và để tiếp tục phần thuyết trình của nhóm thì tôi sẽ chia sẻ rõ hơn ba khái niệm cơ bản về điểm mốc cơ thể, điểm đồng tâm và điểm tham chiếu trong mô phỏng xạ trị. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm điểm mốc cơ thể. Điểm mốc cơ thể còn được gọi là tọa độ giải phẫu và những điểm giải phẫu nằm cố định không thay đổi trên người bệnh nhân, ví dụ như hõm ức, mỏ mũi kiếm, ổ trán giữa và điểm mốc xương. Đối với điểm mốc xương đường giữa thì chúng ta có DSN, Deep Sternal Notch, là điểm giữa hõm ức, GOR, Trunk Sternal Crypt, chấn thủy, POP, Face of Penis, giữa góc khung vực ở nam, và IC, Anterior Commissure, giữa hai mô lớn ở nữ, và cuối cùng là Tip of Coccyx, là xương cục. Ở đây là điểm hõm ức, chấn thủy, giữa góc dương vật ở nam khi giữa hai mô lớn ở nữ, và xương cục là những điểm móc xương đường giữa. Còn đối với điểm móc đầu cổ thì chúng ta có 4 điểm móc chính là OC, Outer Canthus, góc mắt ngoài, POC, Face of Columella, nhân trung sát góc mũi, ITN, Inferior Triangle Notch, huyết ra tay dưới, và ATN, Anterior Triangle Notch, huyết ra tay trước. Thì đây là điểm góc mắt ngoài, POC, nhân trung sát góc mũi, ITN, huyết ra tay trước, cái đường màu đỏ này nè, và ATN, huyết ra tay trước, đường màu vàng. Vậy thì ứng dụng của những điểm mốc cơ thể này là gì? Là được dùng để xác định chính xác các điểm tham chiếu dựa trên tia laser định vị trước đó và tạo góc giúp sắp xếp bệnh nhân đúng tư thế ban đầu. Thì ví dụ ở đây là xác định độ ngửa cằm của bệnh nhân, thì giá trị của góc điểm giữa cằm và điểm hõm ức nằm trên mặt phẳng ngực chính là độ ngửa cằm. Góc này là độ ngửa cằm. Thì dựa vào đó chúng ta sẽ ghi lại số đo góc và căn chỉnh cho bệnh nhân đúng như vị trí trong lần điều trị đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm điểm tham chiếu. Thì điểm tham chiếu, khái niệm của điểm tham chiếu là dựa vào hệ tọa độ được định vị bằng tia laser để xác định vị trí giải phẫu cần xạ. Ứng dụng là giúp chúng ta xác định đúng vị trí tư thế bệnh nhân trong tất cả những người điều trị sau đó. Vì cơ thể của chúng ta không cố định nên mỗi người đều có hệ tham chiếu khác nhau. Và dựa vào hệ tọa độ xác định vị trí giải phẫu cần xạ, hệ thống tham chiếu bệnh nhân là hệ thống cục bộ có giá trị đối với các mô, các cơ quan và khối lượng xác định trong quá trình xạ trị. Thì trong thực hành lâm sàng, điểm tham chiếu phải nằm trên bề mặt của cấu trúc có xương hoặc trên da gần với xương. Điểm tham chiếu phải được định vị càng gần với các mô đích càng tốt để giảm thiểu lỗi thiết lập trình tia và hạn chế ảnh hưởng đường khác. Thì đối với cách xác định điểm tham chiếu thì ở đây mình có hai cách ha. Là một là đánh dấu trên da, là đánh dấu trên mặt nạ. Đánh dấu trên mặt nạ thì mình sẽ đánh dấu bằng bút mực, sau đó sẽ đánh dấu bằng miếng dán chì. Thì khi chụp CT mô phỏng, cái điểm này sẽ hiện lên hình ảnh thu được, từ đó xác định được vị trí đã đánh dấu trên người bệnh nhân.
Đây là hình ảnh những cách xác định điểm tham chiếu trên cơ thể của bệnh nhân. Đây là đánh dấu căn chỉnh theo đường laser. Còn cái này là đánh dấu bằng bút mực vào mặt nạ. Sau đó mình sẽ, cái này là miếng dán chì, sau đó mình sẽ gắn cái miếng dán chì này trực tiếp vào cái băng dính ở trên đây để mình xác định điểm tham chiếu. Đối với điểm tham chiếu trên da thì mình có hai bước để thành lập điểm tham chiếu trên da. Bước 1 là dấu xăm và bước 2 là đánh dấu căn chỉnh theo tia laser. Đối với dấu xăm thì dấu xăm là chấm mực nhỏ dưới da, kích thước nhỏ. Những chấm mực nhỏ dưới da có kích thước bằng một đốm tàn nhang. Cái bước xăm dấu trên da, bước 1 là mình sẽ đánh dấu vị trí cần xăm tại giao điểm của hai laser khi mô phỏng. Bước 2 là chuẩn bị vật dụng kim chích, mực, cồn gòn. Bước 3 là nhỏ một giọt mực lên vị trí cần xăm. Bước cuối cùng là mình lấy kim lẫy da trong lớp thượng bì để mực xăm theo vào đó. Thì sau khi tạo hình xăm, bác sĩ xạ trị sẽ chụp một số ảnh CT ở vị trí mô phỏng. Các bức ảnh và dấu xăm sẽ được sử dụng làm hướng dẫn để định vị bệnh nhân chính xác vào mỗi lần điều trị. Sau đó, thường thì mình chỉ còn 3 điểm tham chiếu để xác định được tâm bướu cần điều trị. Là một dấu xăm trung tâm và hai dấu xăm hai bên. Đây như trong mình các bạn thấy, đây là dấu xăm trung tâm ha, và dấu xăm hai bên. Khi kết thúc quy trình xác định vị trí khối u thì bệnh nhân sẽ rời khỏi bệnh viện với ba dấu da xác định điểm tham chiếu tạm thời như đã nêu trên. Sau khi lập kế hoạch thì trung tâm điều trị khu vực được chuyển theo kế hoạch xử lý, các dấu da sẽ được điều chỉnh lại để trùng với các điểm này. Đối với điểm tham chiếu được đánh dấu trên mặt nạ, làm sử dụng trên bệnh nhân có ung thư liên quan đầu mặt cổ. Mỗi bệnh nhân sẽ được tạo một chiếc mặt nạ cá nhân riêng biệt. Thì quy trình làm mặt nạ là chiếc mặt nạ nhiệt này sẽ được ngâm vào nước nóng để làm mềm ra. Sau đó kỹ thuật viên sẽ đặt mặt nạ trực tiếp lên mặt bệnh nhân. Đợi khoảng 15 phút để mặt nạ nguội, kỹ thuật viên sẽ đánh dấu tâm ban đầu trên mặt nạ bằng băng dính chì, được sử dụng để lập kế hoạch điều trị sau này. Thì trong quá trình mình làm mặt nạ thì bệnh nhân cần nằm yên và thực hiện theo các yêu cầu của kỹ thuật viên như ngửa cổ, nâng cằm. Nếu có gì khó chịu thì bệnh nhân có thể báo hiệu ngay cho kỹ thuật viên. Thì sau khi mà mình đã đánh dấu trên mặt nạ rồi á, thì bác sĩ trị liệu sẽ chụp một vài bức CT mô phỏng. Các điểm này sẽ hiện lên hình ảnh thu được, từ đó xác định được các vị trí đánh dấu trên người bệnh nhân trên ảnh CT. Về vấn đề của điểm tham chiếu, đó chính là điểm tham chiếu không ổn định, dấu xăm có thể bị mờ, nhầm lẫn. Nhầm lẫn ở đây là nhầm lẫn với các nốt ruồi hoặc là nốt tàn nhang trên cơ thể của bệnh nhân. Và điểm được đánh dấu trên băng dính mặt nạ có thể bị bong tróc hoặc rớt ra. Về điểm tham chiếu gốc, thì điểm tham chiếu gốc được xem là gốc tọa độ O trong hệ XYZ. Cách xác định điểm tham chiếu gốc là mình sẽ dựa vào hình ảnh CT, dựa vào vật lý và các điểm tham chiếu đã đánh để xác định tọa độ khối u bên trong cơ thể bệnh nhân. Điểm tham chiếu gốc là một điểm ảo nằm bên trong cơ thể bệnh nhân. Ứng dụng của điểm tâm tham chiếu là sau khi chụp xong thì điểm tâm tham chiếu sẽ thấy được trên CT. Vì vậy, từ tọa độ đã có và điểm tâm tham chiếu trên hình CT, chúng ta có thể xác định được độ lệch hay khoảng cách khối u và tâm tham chiếu. Nhưng khối u là điểm nằm trong người bệnh nhân, chúng ta sẽ không biết được chính xác cụ thể là nó ở vị trí chỗ nào. Vì vậy, từ tọa độ đã có điểm tâm tham chiếu trên CT, chúng ta có thể đo được khối u cách tâm tham chiếu bao nhiêu cm hay là lệch như thế nào, từ đó giúp di chuyển tâm xạ về tâm khối u chính xác hơn. Khái niệm tiếp theo là về điểm đồng tâm.
ISO Center, còn được gọi là tâm xạ. Điểm đồng tâm của máy xạ trị là giao điểm của ba đường thẳng vuông góc với ganh tri, đường thẳng vuông góc với collimator và đường thẳng vuông góc với phim hai bàn. Ứng dụng của điểm đồng tâm là tại điểm đồng tâm là nơi liều xạ tập trung nhiều nhất. Sau khi biết được tọa độ của khối u, chúng ta sẽ dời tâm xạ về tâm khối u để tập trung liều tại đó và đáp ứng yêu cầu xạ trúng đích. Thì sau khi mình tìm hiểu về các khái niệm điểm mất cơ thể, điểm tham chiếu gốc, thì chúng ta sẽ rút ra được nguyên tắc lập tài liệu trong mô phỏng, sẽ là xác định và duy trì một vị trí ổn định, ghi lại vị trí bệnh nhân và ghi lại vị trí của các dấu tham chiếu. Thì để ghi lại được những thông tin đó, cũng như phân biệt được dấu xăm với nốt ruồi hay là tàn nhang trên cơ thể bệnh nhân, thì mình cần phải có một cái gì đó để note lại, đúng không mọi người? Thì cái giấy note đó trong mô phỏng mình gọi là biểu mẫu mô phỏng, để ghi lại những cái ghi lại những vị trí điểm tham chiếu đã được đánh dấu. Thì biểu mẫu mô phỏng là cũng như mình đã nói là công cụ dùng để ghi chép lại ha, về vị trí, tư thế bệnh nhân và các điểm tham chiếu, điểm mốc cơ thể cần thiết cho quá trình xạ trị. Mục đích là xác định được vị trí chính xác trong nhiều lần xạ trị, khôi phục dấu xăm bị phai, bị mất, hay là tâm xạ trị trên mặt nạ bị lạc chỗ, tái dựng lại tâm xạ trị của lần điều trị trước đây khi bệnh nhân tái phát hoặc cần xạ trị ung thư lần thứ hai, kiểm tra tâm chính xác của tâm trường chiếu. Thì đối với mỗi cơ quan khác nhau, chúng ta sẽ có những biểu mẫu khác nhau riêng biệt cho từng vùng. Ví dụ như ở vùng vú thì sẽ có vú trái, vú phải, vùng chậu thì sẽ có biểu mẫu theo tư thế của bệnh nhân nằm sấp, nằm ngửa, vùng ngực cũng vậy, ở vùng đầu cổ riêng biệt hết ha, vùng não thủy sống, vùng tay chân tổng quát. Thì ở đây mình có một cái phiếu mô phỏng vùng đầu cổ hoàn chỉnh. Trên đây tất cả những thông tin của bệnh nhân mình sẽ ghi lên đây. Vị trí tư thế bệnh nhân. Rồi những cái điểm giữa hõm ức, điểm giữa, điểm móc xương mình xác định ở đâu thì mình ghi vào đây hết luôn. Dấu xăm mặt trước trong đường giữa hoặc là trên khớp môi góc dương vật, dưới điểm giữa rốn, cách bao nhiêu cm mình ghi vô. Thì mình sẽ tóm tắt lại một chút cho các bạn về bài thuyết trình của nhóm mình ha. Thì sẽ trị nó là một chuỗi những công việc gắn kết với nhau, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của những thành viên được đào tạo bài bản, được gọi là làm việc nhóm, chuẩn bị tư thế thích hợp và sử dụng dụng cụ cố định hợp lý giúp cho việc xạ trị đạt được độ chính xác cao. Thì biểu mẫu mô phỏng cũng chính là người bạn đồng hành của kỹ thuật viên xạ trị để xác định được vị trí, ý nghĩa của những dấu xăm trên cơ thể bệnh nhân, giúp tái dựng lại tâm xạ trị trong những trường hợp khó. Phần thuyết trình của nhóm mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã chăm chú lắng nghe. Trong quá trình nói thì mình có phần sai sót, mong cô và các bạn góp ý để mình hoàn thiện hơn. Và mời các bạn đặt câu hỏi cho nhóm mình nha. Xem tắt cái xe để cho coi video á. Making a mesh mask for radiotherapy takes a few minutes. Who's going to heat this up now? If you just keep nice and still, then just want to close your eyes for us. The radiographer. Thì trong cái quá trình mà làm mặt nạ thì kỹ thuật viên sẽ nói bệnh nhân là giữ yên tư thế ở trên bàn. Và
nhắm mắt lại và thư giãn, không lo lắng hơn. It softens the mask by putting it in warm water for a minute or two. Thì như mình đã nói ban nãy thì cái lưới cố định thì cái điều ở điều kiện bình thường nó sẽ cứng, nên là để mà có thể định hình được cái theo cái ôm sát theo cái phần khuôn mặt của bệnh nhân thì mình sẽ ngâm trong nước ấm. When the radiographer puts the mask onto your face, it will feel warm and damp. They then clip it to the bed that you're lying on. Cái mặt nạ này mà khi được đặt lên trên mặt của bệnh nhân thì nó sẽ ấm về ẩm. It takes a minute or two to dry into the shape of your face. The radiographers will mark the mask where the light lines are. Okay, scapula is pressing down on the mask now, doing really well. He's still okay in there. They use the marks on the mask to line up the machine each time you have treatment. The mask keeps your head still and makes sure that your treatment is directed at the cancer. They put your name on the mask and keep it in the radiotherapy department ready for your treatment. Thì cái mặt nạ này sau khi mà đặt lên trên cái khuôn mặt của bệnh nhân thì người ta sẽ chờ một vài phút để cho cái mặt nạ này nó khô để nó có thể định hình được cái khuôn mặt của bệnh nhân. Sau đó người ta sẽ tiến hành đánh dấu lên cái mặt nạ này và kèm theo tên để có thể sử dụng cho những lần điều trị tiếp theo. Xong rồi đi fan chiếu tiếp đi. Cô và mấy bạn có thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Thì mình mời các bạn đặt câu hỏi cho nhóm mình nha. Các bạn có thể đánh vào bot chat để tụi mình tiện theo dõi á. Và để tiết kiệm thời gian thì mình có một mini game. Xin mời các bạn cùng tham gia nha. Mini game tên là ấm ba la táo đông tàu. Mời các bạn xung phong nha. Mọi người ơi, mời Thủy nha. Anh cho con này nhìn con tô đẹp chưa? Tôi chọn câu hả? Tôi chọn câu 2. Câu hỏi của mình là câu nào sau đây sai khi lưu ý khi đặt tư thế bệnh nhân trong xạ trị? A. Vì lựa chọn tư thế không phụ thuộc vào vị trí tổn thương và mục đích xạ trị. B. Làm sao để càng ít ảnh hưởng đến mô lành càng tốt. C. Luôn thay đổi trong mỗi lần xạ. D. Dễ tái thực hiện cho các lần xạ tiếp theo. E là câu A và câu C đúng. Các bạn mình trả lời nha. Mình chọn câu E. Alo, câu E nha. Chúc mừng bạn.
Mời bạn Minh Tâm. Tôi chọn số 8. Câu hỏi của mình là có bao nhiêu cách xác định điểm tham chiếu A1, B3, C2, D4? Câu C. Các bạn nào có câu trả lời khác không ạ? Mình cũng xem đáp án nha. Câu C đúng rồi, chúc mừng bạn. Mình mời bạn Thu Thủy. Mình chọn số 9. Cái phần này mình sẽ nói các điểm móc đầu cổ. Là mình mới hết hay mình mới hết? Nó hết luôn bạn. Cái thứ một là bắt khách ngồi và tư. Hai là hay là em cách đẩy hai a các bạn. Hai a đúng rồi. Hai là ba d đúng rồi. Bốn là b. Chúc mừng bạn. Tiếp theo mọi người còn mời bạn anh Thư. Bạn Thư chụp máy vậy? Câu hỏi của mình là bệnh nhân ở tư thế nằm sấp, đầu hướng về thân máy, trường chiếu ở góc quay đầu máy 180 độ, được đặt tên là A180, B180, C, L180, D, R180. Người bạn trả lời. Mình chọn câu A. Bạn nghe câu trả lời đúng không? Tham gia đi mọi người, dễ lắm. 5 câu. Mời bạn Như Quỳnh. Mình chọn câu mấy? Mình chọn câu 6. Chọn câu sai về điểm móc cơ thể. A là những điểm giải phẫu cố định không thay đổi. B, điểm móc đường giữa chấm thủy giữa hồng ức, giữa góc dương vật khi giữa hai môn lớn xương cục. C, ứng dụng thay thế khi các vết xăm điểm tham chiếu bị mờ. Và D, điểm móc đầu cổ ôm bò POC. Mình phải trả lời nha. Mình chọn câu D.
Vậy bạn có thể nói, bạn có thể sửa lại cho đúng giúp mình được không ạ? Cái BOC là đổi thành OC. À, cái này là cái chỗ OM nó sai nha. OC mới đúng. OC là điểm gốc ngoài mắt. Còn BOC là đúng không? Cảm ơn bạn nha. Tiếp đi mọi người. Nãy mình thấy bạn Thuận giơ tay, mình mời bạn Thuận thôi. Mình chọn câu 7. Ý là sau đây đúng về biểu mẫu phóng xạ: A. Kiểm tra chính xác căn trường chiếu, B. Khôi phục nhốt xăm, C. Tái dựng lại căn xạ trị cũng gần điều trị trước đây, và D. Tất cả đều đúng. Và bạn trả lời. Mình chọn câu đi. Câu trả lời của bạn đúng rồi nha. Cảm ơn bạn. Còn 3 trái táo mọi người ơi, ăn đi để chuột ăn cũng lắm á. Có bạn nào đúng không nè? Vậy mình mời bất kỳ nha. Random đi. Mình mời bạn Thanh Thư. Bạn Thư có ở đây không ạ? À, bạn Thương có ở đây thì mình mời bạn khác. Mời bạn Bùi Chánh Như Quỳnh. Mình nghe, mình chọn câu số 5. Câu hỏi của mình là: bệnh nhân ở tư thế nằm sấp, chân hướng về thang máy, trường chiếu ở góc quay đầu máy 90 độ được đặt tên là A. A90, B. B90, C. L90, D. R90. Và bạn trả lời. Mình chọn câu C. Thì trả lời của bạn chung đúng rồi, chúc mừng bạn. Tiếp theo có bạn nào muốn giơ tay không ạ? Mời bạn Kiều Anh. Mình chọn câu 1 rồi. Câu hỏi của mình là: tính chất lý tưởng của phương tiện cố định bệnh nhân là gì? A. Cần nhiều không gian lưu trữ, B. Khó có thể uốn cong hay kéo giãn, khó sử dụng, C. Ít ảnh hưởng đến trường tia, không tạo ra sảo ảnh. Và câu B là B và C đúng. Theo mình nghĩ như là câu C nha. Chúc mừng bạn. Sai đó. Mình còn một con. Đây là gì? Mời bạn Ngọc Ánh. Mời bạn trả lời. Là lưỡi cố định ạ. Cố định vùng nào các bạn? Có biết không À, chậu chậu ạ. Đúng rồi. Cảm ơn bạn nha. Đây là một số tài liệu tham khảo mà nhóm mình đã sử dụng để tạo ra bài PowerPoint. Cảm ơn cô và các bạn. Và sau đây là phần trả lời cái câu hỏi thắc
thắc mắc của các bạn. Các bạn chờ nhóm mình một chút đi. Nhóm rồi, thứ ba là dễ rồi lại. Đúng không? Thứ ba là có hai năm mà dễ rồi. Bạn nói lại. Câu số 5 hả bạn? Câu hỏi số 5 hả? Hay là slide số 5? Nhóm lại câu hỏi số 5 á. Ok, kết thúc. Thì trong cái phần này thì bệnh nhân, bạn tưởng tượng là bệnh nhân đang nằm sấp, thì bệnh nhân đang nằm sấp và cái phần chân hướng về phía thang máy, bạn tưởng tượng hơn. Thì khi đó, tức là cái phần tay bên trái của bệnh nhân nó sẽ nằm bên phía bên tay phải mà mình nhìn thấy, còn bên tay trái của bệnh các bạn chờ một chút nha, để mình vẽ cho nó dễ. Vui chấp nhận vui. Thì ở đây bạn tưởng tượng là bệnh nhân đang nằm sấp, về phần chân sẽ hướng về phía thang máy, thì tức là cái tay phải của bệnh nhân nó sẽ nằm ở bên phía bên này, và tay trái của bệnh nhân nó sẽ nằm bên phía bên này, và cái vùng đầu bên cái trường chiếu thì cái đầu của máy nó sẽ quay 90 độ, tức là nó đang quay bên phía bên này, thì tức là nó đang chiếu về phía bên trái của bệnh nhân một góc 90 độ. Bạn hiểu chưa? Mình hiểu rồi, cảm ơn nhóm. Ok, cảm ơn.
Alo ạ. À, mình xin trả lời câu của bạn Du. À, đó là trong quá trình mà xăm á, thì mình có cần lưu ý gì và sau đó thì nó có những biến chứng gì, thì mình xin trả lời đó là cần lưu ý ở đây là cần lưu ý sự cọ xát giữa cái vùng mình xăm với lại quần áo của mình, tại vì khi mà sự cọ xát đó nó diễn ra một cách liên tục á thì nó sẽ gây phai mờ cái vùng xăm và sẽ bất lợi cho những cái bước thực hiện tiếp theo. Và về biến chứng thì mình nghĩ sẽ không có nhiều, nếu như có thì cũng chỉ là nhiễm trùng hoặc là viêm vùng da đó, nhưng với điều kiện là cái quá trình mà mình làm xăm đó nó không được sát trùng kỹ lưỡng thì mới gây ra biến chứng đó thôi, còn không có thì sẽ không sao hết, mình nghĩ là vậy. Không biết là Du có đồng ý với lại câu trả lời của mình không ạ? À, cho mình hỏi là cái chất để xăm đấy thì nó có gây sốc phản vệ hay gì không ạ? Tại mình nghĩ là đưa một vật lạ vào trong cơ thể thì có khả năng gây ra mẫn cảm gì đó chứ. Mình xin trả lời câu hỏi của Du ha. Thì theo mình nghĩ á, thì cái phần mật xăm đó thì nó cũng chỉ giống với là cái loại mật xăm thông thường, thì mình nghĩ là trước khi người ta xăm thì người ta sẽ có test thử cái mật xăm đó cho bệnh nhân. Bạn hỏi có đồng ý với câu trả lời đó không? Dạ có, dạ được rồi. À, cô muốn giải thích chút xíu là cái mật xăm này là một cái mật xăm mà không, nó cũng tương tự như cái mật mình đi xăm ngoài các bạn, nhưng mà đều là nó không có giữ được lâu, mà có thể trong vài tháng thì nó sẽ phai đi. Và mình đó, xăm cũng không có xăm sâu vào trong mà chỉ xăm ở trong cái biểu mô của da thôi. Thì cái việc mà xăm á, nó cũng giống cái việc mà đưa kim vào, tức là mình sẽ dùng cái kim ha, mình chấm mực xăm và mình đâm vào trên da ở một cái độ sâu rất là nông ở trên dưới da thôi. Thì như vậy á, thì khi mà mình đâm xuống như vậy, cái mực á, theo cái đường của cái kim thì nó sẽ thấm vào trong cái phần da của mình ha, cái biểu mô da, và nó sẽ tạo ra một cái vết màu theo cái màu mực đó. Thì nó cũng giống như là mình chích thuốc đó các bạn, nhưng mà chích thuốc là mình đưa thuốc vào, còn đây là vần rất là nông ở trên da thôi, và mình cũng sẽ có những cái bước là dùng cồn sát trùng ở cái vùng da đó, sau đó mình đâm cái kim đã nhúng mực vào, đâm xuống rồi rút ra. À, cái động tác của mình á, quy trình nó rất là đơn giản, nhưng mà tùy thuộc vào mỗi nơi á, thì hiện tại bên mình nó không có làm giống như là ở bên một số nước khác, là người ta chỉ cần châm xuống người ta rút ra thôi. Nhưng mà mình á, thì mình với lại cái mực xăm nó khác ha. Còn bên mình á, thì do vấn đề kinh tế nên cái loại mực xăm nó cũng không có được như của người ta. Thì mình xăm một lần nó, cái vết của nó không có thấy rõ. Thành ra là kỹ thuật viên hoặc là điều dưỡng á, tùy theo bệnh viện á, sẽ là kỹ thuật viên mình làm luôn hoặc là điều dưỡng. Thì họ sẽ chăm rất là nhiều lần, tức là người ta làm giống như là đâm da vậy các bạn, giống như là các bạn xăm thịt vậy đó. Thì bạn lấy cái kim các bạn đâm tại một điểm rất là nhiều lần luôn, mà ở vị trí rất là nông ha, chứ không phải là đâm sâu, thì nó sẽ hơi đau một chút xíu đó. Thì cái kỹ thuật nó là như vậy. Nhưng mà mình, các bạn thử mai mốt mà mình ra trường á, mà mình đi vào cái lĩnh vực này á, thì các bạn thử là mình đừng có đâm nhiều lần, thử xem ha, để xem mình có làm được như vậy hay không, cái kỹ thuật của mình mà trực tiếp á mình làm á nha. Còn bệnh nhân mà cô thấy là đâm rất là nhiều lần, đó là bệnh nhân rất là khó chịu quá, rất là đau quá. Thì cái mực đó là như vậy nha. Em cảm ơn cô. Cô nói như vậy các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi tiếp ha. À, nếu mà không có câu hỏi, câu thắc mắc nào thêm vô trong cái câu đó thì bây giờ mình tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo nha. Vedan ơi, mở lại hình câu số 5 được không Vedan? Bị cấn lại rồi.
Khoan, mở đi khoan, câu số 5. Bạn có thấy mất slide rồi. Không biết quần lón con chỗ nào vậy quần? Là nếu như mà nằm sắp đó là nó phải cùng chiều chứ. Là phải là câu D chứ. Theo mình nghĩ như vậy. Bạn nên nằm sắp và bạn quay cái phần chân của bạn nó đang nằm ở bên phía phần thân máy. Bạn tưởng tượng được không? Ừ. Thì có phải là bên phía bên tay trái thì nó sẽ nằm ở cái chỗ 90 độ không? Ủa có nghĩa là cái trục đó là nó cũng sẽ thay đổi với lại hả? Không không. Cái phần quay này mình vẫn giữ nguyên cố định thôi. Cái phần góc này mình vẫn giữ yên. Mình chỉ xoay cái của bệnh nhân thôi. Thì nằm sắp là trái thì vẫn là trái, phải thì vẫn là phải, mà đâu có đổi chiều nhìn đâu. Là sao? Là sao? Là nó vẫn cùng phía với, nó vẫn cùng, nó thuận hướng mà đâu có phải đổi như là mình học dạy, mình học ở trên cái ta giống như chụp thận gì á, là nó vẫn cùng phía với nhau mà nó vẫn đâu có đổi ngược lại đâu. Mình vẫn chưa hiểu ý bạn lắm. Mình là Hải nha, mình có ý kiến về cái chỗ mà B, cái chỗ lép 90 này á, thì nhìn trên hình thì thấy cái ở cái góc 90 độ thì cái đầu quay của nó chiếu vào bên tay trái của bệnh nhân á, cho nên mình nghĩ là cái lép 90 đó là như thế. Đúng rồi, theo ý của Hải, mình diễn đạt theo ý của Hải đó. Đây, theo chắc là nguyên tắc người ta quy định. Cô thấy ở trên cái hình này là bệnh nhân nằm ngửa. Dạ, cô ý là hình này nó chỉ là thì cô... để cho bạn tưởng tượng ra, bạn trả lời câu hỏi của cô. Thì cô nghĩ là bạn nên lấy cái hình mà không có bệnh nhân á, để mình coi được cái hướng đầu đèn, để mình biết, mình nhớ lại cái hướng đầu đèn thôi. Còn cái người bệnh nhân thì nên để cho nó chính xác. Thì khi bệnh nhân nằm sấp và chân hướng về phía thân máy, nằm sấp ha, và chân hướng về thân máy như vậy, thì phía bên phải của bệnh nhân là ở góc bao nhiêu? Vậy là 270. Cái thân máy là cái gì ha, các bạn? Cái trục đứng của cái máy xạ trị á. Cái bạn gì mà hỏi lúc nãy đó, bạn hỏi cô Năm á, bạn trả lời giùm cô đi. Dạ. Bệnh nhân nằm sấp, chân hướng về thân, tức là theo cái hình này là bệnh nhân phải lật sấp lại và cái đầu ra ngoài chứ không phải cái chân ra ngoài đây. Dạ. Thì cái tay phải của bệnh nhân sẽ hướng 270. Đúng rồi, vậy tay trái là hướng 90 đúng không? Dạ. Em bị nhầm, em tưởng là đầu vẫn để nguyên chỗ đó chứ không phải. Đúng rồi. Yeah. Em cảm ơn. Chị hiểu rồi nha. Cái quy ước ở trên máy xạ nó không có giống ở trong cái x-quang của mình ha. X-quang của mình là mình tính theo cái hướng tia đi tới hoặc là hướng chết á, thì nó lại theo cái tấm PA của mình, cái tấm IP của mình.
Còn á, đối với cái xạ này á, thì người ta lại tính theo cái hướng khác. Cái góc đầu đèn, cái góc mà quay của cái đầu máy xạ là nó cố định rồi. Cái hướng đi vào người bệnh nhân trái, phải hoặc chết là theo cái hướng của cái tia đi tới. Và bệnh nhân á, nằm đầu hướng về thân máy hoặc là đầu quay ra thì mình phải nốt, mình phải ghi chú, nếu không thì nó sẽ không chính xác. Giống như bạn vừa rồi có nhầm lẫn đó, là tại vì bạn cái khi mà mình đọc lên là L90 hay là A90 thì mình chưa có hình dung được là bệnh nhân nằm hướng như thế nào, đầu ra ngoài hay là chân ra ngoài thì nó sẽ khác nhau. Thành ra là bạn, mấy bạn lưu ý ha, mình đọc cái này thì mình chưa có xác định được, mình phải cùng với nó mình xem cái biểu mẫu để biết được là tư thế bệnh nhân nằm như thế nào và kiểm tra góc máy. Rồi, các bạn khác tiếp tục câu hỏi nha. Hồi nãy bạn Thủy có hỏi là vấn đề về điểm tham chiếu trên da thì không ổn định, vậy thì có những lý do hay tác nhân gì là nó không ổn định và có cách khắc phục không? Thì mình xin trả lời câu hỏi của bạn nha. Là điểm tham chiếu không ổn định ở đây á, là do khi mà mình đánh dấu cái dấu xăm, cái mực xăm của mình nó có thể bị phai. Nhưng mà nãy tôi nói là chỉ giữ được 2 tháng thôi đó, hoặc là có thể nhầm lẫn với nốt ruồi, hay là dấu được đánh trên miếng băng keo dán, trên mặt nạ có thể bị tróc và rớt ra. Thì cách khắc phục của mình là mình điền biểu mẫu mô phỏng thật chính xác, và trong mỗi lần xạ đó thì mình kiểm tra lại thông tin của bệnh nhân cho chính xác là được các bạn. Còn nếu như mà mình sợ nhầm lẫn với nốt ruồi hay là tiện nhang thì thay vì mình chấm tròn thì mình có thể đánh dấu ít để không có bị nhầm lẫn. Không biết mình trả lời mình cảm ơn không, mình hiểu rồi, mình hiểu, cảm ơn nha. Bạn chiếu lại cái slide có cái nói đến cái điểm tham chiếu này đi bạn, điểm tham chiếu mà không ổn định đó. Dạ. Dạ cô ơi, bạn chiếu rồi cô. À, đây. À, cái chữ không ổn định ở đây nè. Cô muốn nhóm trình bày lại cho cô biết là theo các bạn tại sao cái đánh dấu này là nó không ổn định, và không ổn định cái chỗ nào? Nói lại. Dạ, theo như em nghĩ không ổn định là cái dấu điểm tham chiếu này nó có thể bị lệch đó cô, hoặc là bị mờ. Bị lệch hoặc là bị mờ, hay là có nghĩa là mình không có xác định lại vào những cái lần sau thì tại sao nó lệch mà tại sao nó mờ? Cho cô thì em nghĩ là nó lệch thì ví dụ như là mình dán keo lên mặt nạ thì nó có thể là nó bong tróc ra thì nó có thể là nó sẽ lệch. Còn mờ thì hồi nãy bạn Vy cũng có nói là bạn Vinh cũng có nói là có thể là do nó bị chè sát với quần áo hay là gì đó thì nó cũng hơi bị mờ.
Dạ em bổ sung thêm là ví dụ như ở vùng đầu cổ thì khi mà vùng đầu cổ của mình có một cái khối u thì nó có thể tăng kích thước lên đó cô, nó sẽ làm cho cái dấu thạch, cái điểm nam giới của mình nó bị lệch. À, cô cảm ơn các bạn ha. Chỉ có cái ý mà chà sát với quần áo á, thì cô không nghĩ là nó có thể làm thay đổi được. Thậm chí mình tắm cũng không sao mà các bạn. Cái vết đó mình có thể xạ cho bệnh nhân này là cả tháng luôn. Chẳng lẽ trong một tháng đó mình không được tắm đúng không? Cho nên là bởi vậy mình mới dùng dấu xăm, chứ không phải là dùng một cái cách khác. Ở một số nơi khác á, ở Thái Lan họ cũng sản xuất được một cái loại cái bút. Mà cái bút đó là mình viết lên trên da, tức là mình chấm ở trên da thôi mà nó lưu lại được lâu. Mình tắm nó cũng có ra trong một khoảng thời gian. Thì nhưng mà ở mình thì vẫn là dấu xăm ha, dưới da ha các bạn. Còn lại các ý khác thì cô đồng ý là cái điểm mà quan trọng thứ nhất là có nhiều khi mình nhầm lẫn là khi mà mình xăm cái dấu xăm nó cũng là một chấm đen. Mà nếu bệnh nhân có nốt ruồi gần đó thì có khi mình sẽ bị bỡ ngỡ, mình sẽ bị gọi là confused ấy các bạn, là cái nốt nào mới là đúng là cái nốt đó, mình không phân biệt được là cái nốt xăm của mình với lại cái mục ruồi này là nè. Cái thứ hai nữa là cái điểm đó nó có thể là qua thời gian nó sẽ bị mờ đi, khó xác định được. Rồi cái điểm đó nó có thể là cô bị tắt mic rồi cô. Alo, alo, các bạn có nghe được không? Nghe. Rồi. Nếu mà cái vùng dấu xăm đó mình không có đặt được ở trên cái vùng da mà mình mong muốn á, tức là mình sẽ dựa vào những cái móc xương là chính, bởi vì cái vùng da của mình á nó sẽ thay đổi, có thể bệnh nhân ốm đi, bệnh nhân mập lên, cũng có thể là như bạn lúc nãy nói là cái khối u đó nó có thể sưng to lên ha, có thể là trong quá trình điều trị mình xạ vào nó, khi nó sưng to ra có khi thì nó lại xẹp nhỏ lại, nó ổn định, nó xẹp nhỏ lại, như vậy cái vùng da đó cũng sẽ thay đổi, và như vậy thì cái vị trí cái dấu xăm của mình nó còn không còn chính xác nữa. Có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà cái ở đây nó chủ yếu muốn nói đến, để mình nói đến cái chuyện là mình cần có cái phiếu mô phỏng để ghi lại những cái vị trí này, tại vì dù là nó biến mất hoặc là nó gây nhầm lẫn ở một do một cái nguyên nhân nào đó đi chăng nữa thì mình vẫn có thể là tìm lại được cái điểm đó dựa trên cái biểu mẫu này, tức là mình sẽ xác định là các móc xương, vị trí của bệnh nhân nằm, sau đó là cái tâm, cái điểm mà mình đánh dấu đó nó sẽ nằm cách những cái điểm cơ thể, sau khi mà cơ thể đã nằm cố định ha, thì mình sẽ có những cái điểm tham chiếu để mình tính ngược lại, mình đi ngược lại là cái điểm đó, điểm nào mới là điểm chính xác nha các bạn. Hoặc là mình sẽ làm mô phỏng lại để kiểm tra, thì khi mà mình chụp mô phỏng mình sẽ cho bệnh nhân nằm đúng cái theo cái tấm template này, cái phiếu mô phỏng này, sau đó là mình sẽ chụp hình để mình đối chiếu lại là các điểm, nếu mà cho lên nằm cái bàn, cho bệnh nhân lên nằm bàn mô phỏng với cái laser y chang như vậy, rồi bệnh nhân nằm tư thế đúng như vậy, rồi mình sẽ đánh dấu lại, sau đó khi mình đánh dấu lại mình sẽ chụp để mình kiểm tra lại là đúng là có phải là vị trí đó hay không. Thì dù trong bất cứ trường hợp nào thì cái phiếu này vô cùng quan trọng ha. Các bạn phải làm rất là chính xác và tỉ mỉ. Làm sao mà cái phiếu này nó chỉ là những cái gọi là cái mẫu để mà mình, nếu mà theo này á, thì người ta hy vọng là theo cái biểu mẫu này mình sẽ xác định được chính xác cái điểm ở trên cơ thể. Tuy nhiên là sẽ có những cái trường hợp đặc biệt nằm ở trên những cái vị trí của cơ thể mà rất là khó để mà nốt được ở trên cái phiếu mô phỏng này. Thì mình sẽ phải có những cái ghi chú riêng, thì cái phần ghi chú đó mình cũng phải ghi tỉ mỉ, làm sao cho chắc chắn được là bất cứ ai đọc vào cái phiếu mô phỏng này thì đều thiết lập lại được chiều thế của bệnh nhân cũng như vị trí của dấu xăm hoặc là cái vị trí đánh dấu trên mặt nạ. Các bạn lưu ý này ha, tôi nói có hiểu được không ạ? Em hiểu, cảm ơn cô. Rồi, cho nên là các bạn mai mốt mà cứ đi làm
xạ trị nè, thì mình phải có cái sự tư duy và tỉ mỉ trong cái phiếu mô phỏng này ha. Mình không thể nào mình biết nhớ được, ở trên này nó sẽ có cái chỗ chữ ký hoặc là tên của người vận hành viên nè, tên của người làm lập phiếu mô phỏng này. Thì sau đó khi có chuyện gì người ta sẽ hỏi lại mình là ghi vậy nghĩa là sao, nếu mà các bạn ghi không rõ thì nó cũng rất là phiền. Và làm viết làm sao để cho những người khác người ta nhìn vào người ta lại làm được, chứ không cần đến mình ha. Bất kỳ ai cũng có thể thiết lập được cái chữ thế đúng cho bệnh nhân. Người ta sẽ đi kèm cái phiếu mô phỏng này với những cái hình ảnh chụp nữa các bạn. Có mấy ảnh ở trong phòng mô phỏng. Và mỗi bệnh nhân như vậy thì sẽ được điền thông tin vào cái trong phiếu mô phỏng này, kèm theo những cái hình ảnh chụp để ghi chú lại ha, để làm một cái hình minh họa trong trường hợp là lỡ mà cái người ghi phiếu này ghi không có được chính xác. Đôi khi bạn làm đúng đó nhưng mà con số ghi không rõ này, số 1 với số 7 rồi. Nhiều khi viết chữ xấu quá. Rồi nhiều khi các bạn nghĩ trong đầu là 1.45 chẳng hạn, nhưng mà các bạn là ghi 1.54. Đó, nó có nhiều cái sai sót đó. Khi mà con người làm thì chắc chắn sẽ rất là nhiều sai sót. Cho nên là sẽ có những cái phương tiện khác nhau để mà làm minh chứng cho cái việc mô phỏng này. Mô phỏng quan trọng đó các bạn, nó là nền tảng cho cả quá trình xạ trị. Nếu các bạn mà mô phỏng sai hoặc là ghi chú sai, đem xuống dưới đó người ta đưa vô trong phòng xạ, người ta thấy không có vào được trên cái dấu đó, không có đúng đo, không có đúng theo cái kích thước mà đã thiết lập, thì như vậy thì đến lúc xạ rất là rắc rối, người ta sẽ không biết được là cái kế hoạch đó lập như vậy đúng hay sai. Và có khi là nếu không minh chứng được, nếu không tìm ra được cái sự logic thì người ta buộc phải làm lại mô phỏng từ đầu và lập kế hoạch xạ trị từ đầu. Nó rất là tốn thời gian, sẽ trễ cho bệnh nhân, có thể là một tuần, có thể vài ngày, nhưng mà cũng có thể là lúc đó bệnh nhân người ta chuyển nặng lắm rồi ha. Rồi mình còn câu hỏi nào nữa không? Dạ hết rồi cô. Các bạn ngoài những câu hỏi được viết trên này thì các bạn có câu hỏi nào không? Hoặc là mong muốn cô nói lại từ đầu cái bài này học như thế nào không? Có những cái điểm nào chưa? Muốn lướt qua lại từ đầu tới cuối không? Hai phút để mấy bạn xem lại hơn nhóm lật cái bài cho chạy đi, các bạn bạn nào mà đang giữ slide á, chạy lại từ đầu cho nhảy nhảy các trang đi, để cho các bạn có khi các bạn quên rồi đó, rồi nếu cần thì cô sẽ giải thích thêm lại ha. Đi chậm chậm thôi nha, cũng để 3 đến 5 giây gì đó rồi hãy lướt. Em lật mấy cái slide đầu tiên. Và dừng ở đây nha. Các bạn đọc kỹ cái câu này giùm cô.
Các bạn cứ tiếp tục ghi vào box chat các câu hỏi của mình nha. Mô phỏng là việc thiết kế các trường chiếu xạ sử dụng máy tia X chẩn đoán với các máy phát tia X chẩn đoán với các đặc điểm hình học vật lý tương đồng với máy xạ trong thực tế. Cái này nó sẽ đúng với lại cái máy mô phỏng 2D nhé các bạn. Là mình sẽ chụp theo cái hướng chiếu của các trường chiếu mà mình dự định là mình sẽ làm, đúng không? Còn đối với CT mô phỏng thì cái việc mình làm là cái gì? Nhóm có muốn bổ sung không? Tại vì cô nhớ lúc nãy các bạn nói cái này các bạn cũng đọc qua, qua thôi chứ không có giải thích thêm. Cô muốn hỏi các bạn là cái định nghĩa như vậy thì nó đã đại diện cho tất cả các phương pháp mô phỏng hay chưa? Chưa đầy đủ. Thưa cô, em là Hải á, em thấy cái khái niệm này nó còn thiếu, nó chưa đầy đủ chỗ sử dụng máy phát tia X để chẩn đoán. Ngoài máy phát tia X để dùng những máy khác để chẩn đoán cũng được. Nó rõ hơn đi Hải. Là trong khái niệm của nhóm là mô phỏng là việc thiết kế các trường chiếu xạ xạ trị sử dụng máy phát tia X chẩn đoán, thì ngoài máy phát tia X ra thì có thể dùng các máy khác như là máy PET hay là MRI để chẩn đoán. PET hay là MRI thì cũng có thể được, nhưng mà nó cũng cần kèm theo cái CT đó các bạn. Tại vì khi mà mình chụp đó, bằng những cái máy phát tia X thì nó sẽ có một cái là mình sẽ tính được, mình sẽ có được cái độ suy giảm tuyến tính của từng cái mô khi mà mình ghi ra một cái hình CT ấy, thì các bạn sẽ có được là hoặc là cái tấm phim á, thì mình có thể ước lượng được cái độ suy giảm tuyến tính, tức là cái hệ số mu để mà trừ hao cho cái chuyện mà khi mà cái tia mà mình xả nó đi vào trong cơ thể thì nó sẽ suy giảm như thế nào để mà có sự điều chỉnh lại. Thì cho nên là nó cũng quan trọng. Tuy nhiên là ở đây nó ghi ở cái chỗ là thiết kế trường chiếu xạ trị thì chưa hẳn là đúng, tại vì cái này nó chỉ có 2D thôi. Cái máy 2D là một cái máy mô phỏng 2D, là các bạn nhìn nó tương tự giống như là cái máy xạ vậy đó. Nó cũng có trục máy, cũng có cái đầu đèn cong xuống y chang như vậy hết, cái bàn xạ cũng y chang luôn, cái bàn chụp hình mình nằm lên cũng y chang luôn. Để mà nó làm, tức là cái thở sơ khai ban đầu đó, thì mình sẽ làm một cái máy y chang vậy, nhưng mà để mình phát cái tia đó, cái liều thấp hơn để mình coi thử là cái hướng mình điều trị cho bệnh nhân đó, nó sẽ đi qua cái gì, là nó có đúng theo cái mà mình sẽ chiếu, mình muốn chiếu hay không. Còn đối với CT ấy, thì mình cứ nằm rồi mình quét một khối cơ thể, sau đó là mình vẽ những cái khối thể tích mong muốn xạ và những thể tích mình cần bảo vệ, sau đó mình mới thử chiếu tia và mình sẽ có cái phần mềm để mình làm á, thì nó cũng sẽ khác nữa. Cho nên cái khái niệm này nó, cô nghĩ là nó chưa có được tổng quát hết, nên là nhóm có thể
xem lại cái câu này nha các bạn. Rồi. Tiếp theo. Các bạn khác có câu hỏi nào thì cứ nói tiếp nha. Khi nào mình tới cái chỗ mà điểm móc xương này thì mình nói tiếp ha. Các bạn lướt nhìn cô đi. Cứ 3 giây một slide. Các bạn nào mà có câu hỏi là mình giơ tay lên liền ha. Không thì mình cứ lướt qua. Qua đi bạn. Ở đây các bạn thấy nè. Khi mà cái hình mà ở phía bên cái hình x-quang á, bạn có thấy không, nó vẽ một cái trường chiếu ha. Cái hình này không phải là cái hình từ trong cái máy mô phỏng đâu, mà cái này để người ta cho mình giải thích cho mình hiểu thôi. Tức là mình có một khối u màu xanh, khi mình chiếu vào như vậy á, thì mình sẽ che chắn cái nào, cái trường chiếu nó ra làm sao. Thì ở trên cái máy mô phỏng á, nó sẽ có những cái đường chì đi trên cái vùng những cái đầu đèn đi xuống á, nó sẽ để những cái đường chì cho mình đại diện đó là cái vùng xạ mà mình sẽ chiếu ha. Rồi đây là mô phỏng 3D, dùng máy 3D tức là máy CT của mình để ghi lại hình ảnh của cấu trúc cơ thể, từ đó xác định những cái vùng thể tích mong muốn. Rồi cảm ơn bạn gì đó ha. Rồi được rồi, cái này chắc mấy bạn cũng hiểu rồi. Qua cái này luôn, rồi qua luôn mấy cái này chắc các bạn hiểu rồi, lúc nãy có những cái bài tập rất là nhiều rồi. Mấy cái quy ước này ai mà chưa rõ nữa thì la làng lên nha, nhé cô lướt đó. Cô nghĩ là các bạn đọc hiểu dễ thôi. Mà cái vai trò của việc cố định này ha, cô cũng muốn nhắc lại cho thật sự là mọi người phải lưu ý là cái chuyện này. Tại vì cái việc cố định bệnh nhân rất là quan trọng luôn. Nếu mà các bạn làm đối với, cô có thể nói là đối với xạ trị á, thì nó không có cái khâu nào là cái khâu kém quan trọng hơn hết á. Nó là một cái mắt xích, những công việc với những mắt xích liên tục mắc móc vào nhau. Mà khi các bạn làm đứt cái mắt xích nào hoặc cái mắt xích nào mà nó yếu, thì khi mà chạy thực sự thì nó sẽ đứt ngay đó. Thì lúc đó là phải làm lại cả cái quy trình luôn. Nếu các bạn cố định bệnh nhân không tốt, như là bệnh nhân mình tìm cái tư thế bệnh nhân nằm không phù hợp với xạ, với cái xạ ở khu vực đó, hay là bệnh nhân nằm mà cứ tư thế bệnh nhân không thoải mái, các bạn có thể làm tư thế đó với tất cả các bệnh nhân nhưng lại có một bệnh nhân nằm không thoải mái với tư thế đó, thì mình cũng phải tôn trọng cái cơ thể của người ta, chứ không phải là nói ủa ba tôi làm mấy chục năm rồi ai cũng nằm được như vậy sao chị không nằm được ha. Thì cái này là không được, mà hoàn toàn là mình phải lắng nghe bệnh nhân để mình biết là bệnh nhân có thực sự là không thoải mái, mà không thoải mái chỗ nào, tại sao như vậy, và mình sẽ tìm cái vị trí nó cho nó tốt hết, tốt nhất. Có những bệnh nhân hơi bị gù lưng, người ta nằm ngửa rất là khó. Có những bệnh nhân mà người ta khi mà mình làm cố định cho bệnh nhân á, mình nghiêm quá đi, mình vô mình biểu mình ra lệnh từng câu, và người ta rất là căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên người ta làm những công việc này, phải nằm và phải thậm chí là phải phô bày cơ thể cái vùng mà người ta sẽ xả đó, thì phải cởi áo ra hoặc là thậm chí là cởi quần ra, người ta rất là căng thẳng. Thì một khi mà người ta căng thẳng như vậy á, thì cái cơ của người ta sẽ gồng á các bạn, sẽ rất là sẽ co rút lại, mà mình không có, nếu mà mình không làm cho bệnh nhân thoải mái, thì khi mà
đến một cái phòng khác, hoặc là những cái lần mà người ta đi xả, người ta quen rồi, người ta quen với cái chiều thế vậy rồi, bắt đầu người ta thả lỏng ra, thì cái dấu xăm hoặc là toàn bộ cái quá trình của mình đó, nó lại mình thấy nó bị lệch, là do bệnh nhân thả lỏng ha, so với những cái lần đầu tiên là bệnh nhân gồng đó. Cho nên là mình cái việc cố định đó phải đi đôi với cái chuyện là mình phải làm sao thông cảm cho bệnh nhân, mình phải làm sao mình phải làm cho bệnh nhân được một cách thoải mái, thả lỏng ha, lúc nào cũng thả lỏng. Rồi qua wow. Cái hình này các bạn cũng hiểu được ha. Nếu bệnh nhân nằm lệch thì cái trường chiếu của mình ban đầu á là mình đã cố định như vậy rồi, mình đã xác định là như vậy rồi, nhưng mà bệnh nhân mình cho bệnh nhân nằm trên bàn mà nó bị lệch chút xíu đi, nằm không đúng, hoặc là cái bệnh nhân cố gắng làm nằm đúng với cái mình đã hướng dẫn trước đó rồi, hay là mình ráng mình sắp xếp cái tư thế bệnh nhân rồi, nhưng mà nó không được. Nên bệnh nhân nằm lên trên bàn cái mình thấy ủa cái điểm dấu mà mình đã đánh dấu trên da bệnh nhân đó, có lề một tí nè, cái mình đem mình kéo cái da nó qua một chút, hay là mình nghiêng bệnh nhân qua một chút mà thật ra là nó bị nó sai á, tức là cái hình cái dấu ở trên da đôi khi á, nó không có được chính xác khi mà mình nằm mà mình nghiêng chút xíu ha các bạn, thì da cơ thể là một bao quanh mà, thì chỗ này nó kéo thì cái da ở phía cái chỗ mà mình đánh dấu xăm á nó cũng sẽ bị kéo đi một chút chẳng hạn. Như vậy thì nếu mà nằm không có cái tư thế của bệnh nhân á, mà mình cố gắng mình kéo thay vì mình kêu bệnh nhân tự nhích tự điều chỉnh, thì như vậy á, là nó sẽ bị lệch. Thì khi mà lệch như vậy á thì các bạn thấy ở đây có một cái cơ quan rất là quan trọng của cơ thể của mình đó, đó là cái đường màu vàng. Đường màu vàng đó là cái gì các bạn biết không? Tủy sống. À, đúng rồi, tủy sống ha. Cái liều tủy sống rất là thấp, khoảng 45 thôi, tức là tối đa không có được vượt qua. Mà tủy sống là một cái cơ quan liên tục từ trên xuống dưới dọc cái màu vàng luôn đó em. Cơ quan liên tục mà nếu nó bị đứt chỗ nào, tức là các bạn làm chết mô chỗ nào là coi như là đứt cái đường dẫn thần kinh chỗ đó, thì nó rất là nguy hiểm ha. Cho nên toàn bộ cái đường vàng này là người ta muốn tránh xạ. Nhưng bây giờ các bạn cố định bệnh nhân không tốt, hoặc là bệnh nhân cử động trong quá trình điều trị, tức là nằm lệch mình chỉnh rồi nhưng mà vẫn lệch mà mình không biết, hay là bệnh nhân làm nằm không có, tức là cái dụng cụ cố định của mình á, đôi khi bệnh nhân người ta mỏi, người ta chịu không nổi, người ta nhích một chút, nhưng mà cái nhích được hay không, nếu bệnh nhân mà vẫn nhích được thì lúc đó là khổ, tại vì cái vùng mà mình thực sự xả nằm lệch qua bên nó thiếu liều, chỗ màu xanh ở bên ngoài cái khung nè, còn cái chỗ màu vàng á trong cái hình phía sau á thì lại quá bị chồng vô, tức là coi như là mình xả cái ống tủy luôn á. Nào qua đó các bạn. Dạ cô có đang nói không cô? Không em, cô không nói những cái mà không có, cô không thấy có ý gì cần. Nếu các bạn muốn thì các bạn cứ nói, không thì mình cứ lướt. Nếu mà cô nhìn thấy cái slide mà cô muốn có nói thêm cái gì đó thì cô sẽ nói, không thì các bạn cứ lướt qua nha. Ngồi ở đây nè, là gối cố định đầu. Gối cố định đầu á, mình có ở đây mình có bốn con chữ nè, A B C D, thì các bạn có biết là những cái gối này nằm cái đầu ở đâu, cái cổ ở đâu, và sự khác nhau giữa các gối này là gì không?
cái cổ đặt ở vùng cao đúng không? Khác nhau cái độ dốc không cô? Khác nhau ở độ dốc rồi ở đâu nữa? Cô nghĩ về khác nhau ở kích cỡ. Cái sai của rồi ở đây á thì các bạn biết là cái đầu bệnh nhân á sẽ nằm ở cái vùng thấp lõm xuống, đúng rồi, ngay đó, ngay ở trước đó ha, đúng rồi. Còn cái cổ bệnh nhân thì nằm cái chỗ mà cao lên chỗ cái chữ, đúng rồi, trên đó bệnh nhân sẽ nằm ha. Cái vai nó sẽ phía dưới, cái cổ kê lên ở vị trí này, chữ số ha, và thả cái đầu lỏng xuống. Thì tùy theo cái kỹ thuật của mình làm, có những kỹ thuật mà bệnh nhân cần phải ngước cổ cao. Ví dụ mình xạ ngay cái phần cổ luôn, thì bệnh nhân phải ngước cổ lên thì cao ha, hoặc là ở những cái vị trí mà như là sọ não, bệnh nhân là phải hơi cúi đầu, hoặc là bệnh nhân nằm thoải mái thôi không có cần, thì mình sẽ phải lấy cái gối khác. Nhưng mà đối với đó là cái lý thuyết là như vậy ha. Tuy nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào cái cơ thể của bệnh nhân. Có nhiều người cổ ngắn mà bạn đưa một cái gối thiệt là cao lên thì người ta nằm á, cái đầu người ta không có lọt xuống cái chỗ mà cái đầu này, chỗ thấp này, tại vì cái cổ người ta ngắn quá, người ta đặt cái cổ lên được lên tới cái đỉnh là lơ lửng trên đó luôn rồi ha. Cho nên là mình sẽ chọn cái gối làm sao cho thích hợp, bệnh nhân ngửa cổ vừa phải với cái mức mình mong muốn, và phải ôm sát được từ cái cổ ôm xuống cái đầu, không có hở lên đầu, cũng không có hở ở cái sau cái gáy ha, sau cái cổ ha. Rồi tiếp theo, rồi mấy cái cố định chân thì cũng tương tự như vậy ha. Bệnh nhân chỉ cần xoay cái cổ chân đi là nó đã khác rồi. Không, cứ tiếp đi em, cứ qua đi. Cảm ơn em. Rồi lưới cố định. Đây là một cái lưới đặc biệt, là nó nhiệt độ cao thì nó mềm, rồi nhiệt độ thấp á, thì nó sẽ cứng lại. Thì dựa vào đặc tính của nó thì mình sẽ cho bệnh nhân nằm dưới cái lưới đó, tức là mình đè cái lưới đó trên cơ thể bệnh nhân. Và những cái vùng móc cơ thể nào mà mình cần muốn cố định thì mình sẽ phải áp chặt cái lưới nó vào chỗ, vào cái vị trí đó, rồi sau đó để cho nó nguội, nó khô thì nó sẽ cứng lại ha. Rồi mấy cái lưới này cũng hay đó mấy bạn, ở những cái bệnh viện nhi á thì bệnh nhi bị ung thư, có những cái tình nguyện viên rất là dễ thương, là người ta tới người ta vẽ lên trên cái mặt nạ hình siêu nhân, hình đủ thứ đó, người nhện này nọ. Khi mà em bé đó, nó xả đó, nó mang cái mặt nạ đó vào thì nó rất là thích, nó thấy cái mặt nạ đó nó rất muốn đeo. Còn không thì có nhiều bé nó sẽ không có hợp tác đó. Rồi cái mặt nạ này nó sẽ được cố định xuống dưới cái bàn xạ trị của mình ha, có cái khung ở dưới và cố định xuống phía dưới. Rồi tiếp, tiếp luôn đây, các bạn có biết đây là cái gì không? Có ai cái nhóm có thể nói lại giúp cô được không? Cô đây là cái mặt phẳng nghiêng để mà bệnh nhân nằm lên đó thì nó có cái góc để mà mình bẻ cho nó phù hợp với cái hướng chiếu. Đây là cái bàn xạ vú, người ta hay gọi là bàn vú. Thì ở đây mình sẽ có các loại bàn khác nhau.
Các bạn có cái hình nào mà có bệnh nhân nằm lên không? Không có ha, không có. Rồi thôi vậy thì ngược lại. Ở đây á, mình sẽ thấy là có cái khung, làm sao để cô điều khiển được ha. Cái hình ở phía giữa các bạn, nó sẽ có một cái khung, cái khung hình chữ nhật ngay phía giữa mờ mờ dưới cái chỗ màu tem màu vàng á. Đúng rồi, có cái khung chỗ đó, cái chỗ đó để mình đặt cái gối lúc nãy á. Cái gối mà cô nói có độ cao khác nhau á, mình sẽ đặt cái gối thì bệnh nhân sẽ nằm cái đầu ở đây, hai tay đưa cao lên đầu, sẽ nắm hai cái thanh màu đen này. Ở trên cái thanh màu đen này nó sẽ có những cái nấc cao, nấc thấp khác nhau. Nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí tay của bệnh nhân. Bệnh nhân người ta, có nhiều người ta để được ở mức thấp, nhưng có bệnh người người ta là để ở mức cao, thì để làm sao để giữ được cái tay của bệnh nhân ha. Khi mà cái tay mình cầm thấp hay cầm cao á, thì nó cũng đều thay đổi cái phần vùng da do mình kéo căng á. Các bạn thử đưa tay lên đầu thì cái phần nách của mình hoặc cái da phần ngực á, nó cũng sẽ bị căng theo. Thì như vậy á, cái độ giơ tay khác nhau thì nó cũng sẽ thay đổi đến vị trí dấu xăm. Cho nên là người ta sẽ phải cố định cái vị trí này ha, đặt lên và thoải mái để thả lỏng hai cái khuỷu tay ở trên hai cái cánh hai bên. Hai cái cánh mà giơ ra, bẻ ra ngoài khỏi cái khung á, là cái chỗ nó đỡ khuỷu tay hay cái cánh tay của mình ha. Thì đó là cái đơn giản nhất. Còn những cái kỹ thuật mà nó cần cái sự chính xác cao hơn, khi mà mình sử dụng IMT chẳng hạn, thì mình không thể nằm như thế này không được ha. Đôi khi mình cũng sử dụng, nhưng mà người ta sẽ có một cái bàn như cái màu xanh hai bên, các bạn đi coi á, thì nó sẽ có hai cái bàn này. Thì cái bàn này là cái bàn Clarity. Thì các bạn sẽ thấy là có một cái vòng tròn ở giữa là cái chỗ cái gối của bệnh nhân. Thì cái này nó sẽ có một cái chỗ để gài vào trong cái bàn này, tức là ở trên mặt bàn nó sẽ có nhiều cái lỗ, và cái gối nó sẽ nằm phụ thuộc vào bệnh nhân, anh ta nằm ở vị trí nào để mà đưa tay lên thoải mái được, thì cái gối này nó sẽ đặt vào trong cái lỗ ở chỗ đó, và mình sẽ có ghi chú lên trên cái biểu mẫu mô phỏng. Hai cái màu xanh hai bên là chỗ đỡ cánh tay, cái khuỷu tay, và nó cũng có, các bạn thấy nó có cái khung tam giác như đây, là để mình có thể điều chỉnh được cái độ nâng, tức là người ta có thể nâng cao hoặc là hạ thấp, nếu mà cái tay người ta mở rộng ra được thì tốt ha. Thì nó sẽ có cái phần điều chỉnh cái góc xoay lên xuống. Đúng rồi, và cái hình đầu tiên nữa này, nó có cái cây que cao cao lên đó để mình điều chỉnh được. Không, cũng cái bộ phận đó luôn, để mình điều chỉnh được là vừa độ xoay mà cao thấp của cái tay đỡ này nữa. Rồi ở phía dưới thì sẽ có cái đồ chặn mông, là cái đen đen á. Bệnh nhân nằm lên thì nó, tại vì đây là một cái mặt phẳng nghiêng, bệnh nhân phải nằm dốc lên như vậy, thì như vậy thì có xu hướng người ta sẽ tụt xuống, thì mình sẽ cần có cái đồ chặn mông này. Và khi mà bệnh nhân nằm vào á, cho bệnh nhân nằm vào trên cái đầu trên cái gối và thả lỏng xuống, thì mình sẽ làm động tác đầu tiên, đó là khóa cái đồ chặn mông này lại, để bệnh nhân khỏi phải tụt xuống nữa, sau đó mình mới điều chỉnh những phần ở phía trên này. Còn cái gối màu xanh lá cây là để mình kê cái chân lên ha. Các bạn đi thì các bạn sẽ được hướng dẫn lại một lần nữa cách sử dụng những cái dụng cụ này. Rồi, nó dùng cho mô phỏng và khi đi xạ luôn á. Nó là mình, đây là cái dụng cụ để mình cố định bệnh nhân ha. Rồi, qua nha các bạn. Cái khuôn cố định này là một cái khuôn mà ở trong nó là những cái xốp nhỏ ha, giống như là gối lười của mình á, nhưng mà chất liệu nó sẽ khác, chứ nó không có thể giống như cái gối lười được. Cái hạt nó sẽ khác, và cái túi này nó cũng phải làm sao cho thiệt là kín khí, có van xả, có cái van để mà mình bơm vào mình xả ra. Thì khi mà mình đặt cái tấm đó lên trên cái bàn vú, hoặc là có thể là nằm trên cái bàn xả luôn, thì hoặc là bàn mô phỏng đó, thì mình sẽ cho bệnh nhân nằm lên đó. Đối với một số cái trường hợp mà mình rất là khó cố định đó, thì mình sẽ dùng cái khuôn này.
tại vì tư thế đó, khi bệnh nhân nằm vào á thì nằm thả lỏng đúng với cái tư thế mình mong muốn rồi thì nó sẽ mình bắt đầu mình sẽ hút cái hơi ra, thì khi hút cái hơi ra như vậy á, thì nó sẽ nén những cái hộp bên trong lại đúng không, nén chặt và như vậy nó thành một cái khuôn cứng. Bệnh nhân sẽ nằm trong đúng cái khuôn đó và mình sẽ bắt đầu đánh dấu những cái vùng trên cơ thể bệnh nhân và dán băng keo lên trên cái tấm này để mình đánh dấu là cái mốc giải phẫu nào của bệnh nhân ngang với cái mức nào ở trên cái tấm khuôn cố định này. Từ đó là mình giúp cho mình định vị được là bệnh nhân nằm như thế nào cho nó chính xác ha. Tiếp theo. Rồi bỏ qua ha, nhìn là các bạn có thể tưởng tượng được rồi. Rồi mình qua cái câu hỏi của bạn Như Quỳnh nè. Nhóm chú thích lại giúp mình mấy điểm móc xương đường giữa. Mấy cái điểm móc khác á, mấy bạn không hỏi thì các bạn sẽ tự coi lại nha. Và cô cũng đề nghị là nhóm mình á, những cái slide mà ghi tóm tắt á, thì mình sẽ gửi cho mấy bạn để học, thì các bạn sẽ ghi rõ ra viết tắt đó là của cái từ gì và ý nghĩa của nó như thế nào, mình ghi rõ ra luôn nha, để cho các bạn khác dễ học bài. Dạ, em có chú thích trong phần này được không? Vậy để em nói lại đúng không cô? Nói lại đi em. Bạn yêu cầu mình thích làm gì? Dạ. Thì đối với điểm móc xương đường giữa ở đây chúng ta có bốn điểm móc chính. DSN là deep sternal notch, là điểm giữa hõm ức. QR là Johnson Ribs, chống thủy. Ở vùng này đối với nam thì mình có POP là Place of Penis, là giữa góc dương vật ở nam. Ở nữ là có AC là khe giữa 20 lớn. Còn nhìn từ phía sau thì mình có xương cục. Các bạn có nắm kịp không ạ? Như Quỳnh ơi, cho ý kiến. Dạ, nhắn cho móc chat là ok rồi đó cô. Mình qua đi. Rồi ở đây những cái móc này rất là quan trọng nè, và cái template này cũng sẽ rất là hơi bị khó cho các bạn khi mà đi thực hành á. Thì
thì các bạn phải nhớ tất cả các điểm móc của cơ thể ha, trong các vùng khác nhau, hoặc là không thì đi lên chỗ những cái chỗ mô phỏng á, thì nó cũng có những cái hình như thế này nè, nó dán lên trên phòng á, thì các bạn cũng phải ôm lại. Những cái điểm này nó quan trọng ở cái chỗ là các bạn sẽ thấy là OC nè cách với cái đường BOC hoặc là cái điểm nhân chung, thì những cái điểm này á, khi mà bệnh nhân ngửa đầu, bệnh nhân ngửa đầu ha, nếu bạn tưởng tượng bệnh nhân ngước đầu lên, ngước cổ lên, thì cái khoảng cách giữa các đường á, nó cũng sẽ khác nhau. Thì như vậy á, thì nó sẽ xác định được cái độ ngửa đầu của bệnh nhân. Cho nên là khi mà các bạn làm á, trên cái bảng gọi là gì, cái phiếu mô phỏng á, các bạn hiểu được là tại sao mà phải đo những cái khoảng cách đó nha. Cho nên là mình coi kỹ những cái điểm móc này. Rồi qua đây các bạn. Ở đây có nói đến cái chuyện là xác định độ ngửa cầm, thì đây là chỉ là cho mình thấy cái hình thôi, còn cái mà mình đo là đo dựa trên những cái móc cơ thể đó các bạn. Đo như thế nào thì mình sẽ có biết được ha, khi mình đi thực hành nha. Hiện tại bây giờ thì không có bệnh nhân, cũng không có máy, không có laser, rất là khó để giải thích cho các bạn được. Mình có thể lên trên YouTube mình search những cái video mình xem trước cũng được ha. Còn không thì chắc chắn các bạn sẽ học được học lại bài này và sẽ được hướng dẫn lại trên lâm sàng. Rồi qua đây. Tiếp tục luôn. Rồi. Ở đây các bạn thấy là mình có những cái đường laser khác nhau đúng không? Ba đường laser, hai cái đường laser đó là thể hiện cho cái mặt phẳng, tức là một đường laser là một mặt phẳng. Mặt phẳng đứng dọc, một phẳng đứng ngang và một phẳng ngang đúng không? Thì khi mà mình chiếu như vậy á, thì các bạn biết là ba mặt phẳng sẽ gặp nhau tại hai mặt phẳng cắt nhau ở một đường thẳng đúng không? Còn ba mặt phẳng thì sẽ cắt nhau ở điền vào chỗ trống. Ba mặt phẳng thì cắt nhau ở tại hai mặt phẳng cắt nhau tại một đường thẳng. Còn ba mặt phẳng thì sao các bạn? Vẫn một đường thẳng luôn cô. À, có bạn nào ý kiến khác không? Một mặt phẳng như cô. Thưa cô, là tùy trường hợp có thể là một hoặc là hai. Một cái gì mà hai cái gì em? Thưa cô, là có thể là một mặt phẳng hoặc là hai mặt phẳng. À, hai, một đường thẳng hoặc là hai đường thẳng. Bây giờ này, các bạn có hai cái mặt phẳng. Các bạn cho nó giao nhau thì cắt nhau ở một đường thẳng đúng không? Đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình có thêm một mặt phẳng nữa. Cái mặt phẳng này nó không có giống hai mặt phẳng kia, mà thêm một mặt phẳng nữa. Mà để cái vị trí nào mà ba mặt phẳng nó cắt nhau thì nó ở chỗ nào? Một điểm. Rồi, nó sẽ có hai trường hợp giỏi một điểm. Thứ nhất là một điểm như bạn nói,
nghĩa là một cái mặt phẳng nó sẽ đi ngang lại vuông góc với hai mặt phẳng còn lại, thì nó sẽ cắt trên cái trục, tại vì hai cái kia nó đã cắt nhau ở một đường thẳng rồi, đúng không? Thì không thể có chuyện mà một mặt phẳng nào có thể xảy ra được ở đây nữa, tại vì một mặt phẳng thì hai mặt phẳng kia nó không đáp ứng được cái chuyện là cắt nhau, cho nên sẽ là một điểm. Nếu mà mình cho cái mặt phẳng còn lại, mặt phẳng thứ ba, mình cho nó nằm không phải là vuông góc nhưng mà cái hướng là thì cắt qua cái trục mà vuông, mà cái trục chung á, tức là cái đường thẳng chung á, và một cái hướng nữa là nó đi qua trùng luôn với cái đường thẳng đó, là một cái mặt phẳng khác nó xoay theo cái trục đó, thì có rất là nhiều mặt phẳng có thể cắt nhau ở một cái trục như vậy ha. Rồi như vậy thì đối với cái trường hợp của mình, ba cái laser đó là ba hướng cắt của cơ thể như vậy, thì nó sẽ cắt nhau ở một điểm, và cái điểm đó gọi là điểm isocenter. Trên bất kỳ máy xạ nào hoặc là máy mô phỏng nào, nó cũng sẽ có cái hệ laser này như bài trước mình có nói đến, và cái điểm isocenter đó là cố định. Và khi mà các cái mặt phẳng này á, nó đi qua mặt nạ, đi qua cơ thể của mình, nó để lại những cái điểm giao nhau ở trên bề mặt cơ thể đó, thì mình sẽ xác định trên cái đường cắt ngang ha, thì mình sẽ phát hiện ra được là có ba cái dấu cộng. Thì ba cái dấu cộng trên cái mặt nạ ở đây nè, là ở cái chỗ mà hai bên lỗ tai mà cái người đang đánh dấu, và một cái là ở giữa, ở trên cái chỗ trán á, đang có thấy cái dấu cộng. Thì ba cái điểm này theo trên cái mặt phẳng mà đi qua nó, đó là các đường ha. Rồi cái đường còn lại, đường còn lại là cái đường mình đang xét tới nè, là cái độ mà sau đi sâu vào trong máy. Còn một đường nữa em, cái đường đi qua ba cái điểm đó, một cái đường cong mà thực ra nó là tạo thành bởi một mặt phẳng đi qua hai cái mặt phẳng còn lại đó, cái đường đó ha. Tức là cái mặt phẳng đó, các bạn tưởng tượng là cắt cái đầu bệnh nhân ngay chỗ đó, giống như cái hình CT của mình vậy đó, thì cái mặt phẳng đó nó sẽ cắt hai cái mặt phẳng ban đầu bạn vẽ để tạo thành ba cái điểm ha, ở trên mặt nạ. Thì ba cái điểm đó thì mình sẽ tưởng tượng được là có một cái điểm isocenter nằm bên trong cơ thể bệnh nhân. Thì cái isocenter này lý tưởng thì nó sẽ trúng ngay luôn cái khối u, tâm khối u, nhưng mà một số trường hợp thì nó không có được như ý như vậy, hoặc là cái cách mà thiết lập để cho cái isocenter nó ngay cái tâm chiếu, tâm xạ của mình luôn á, thì rất là khó, cho nên là người ta sẽ dời tâm từ cái isocenter, người ta sẽ dời tâm nếu cần thiết ha. Rồi qua. Qua luôn. Đây các bước xăm dấu nha các bạn. Mình sẽ có cái bước là có cùn có gòn đó, thì là mình sẽ phải sát trùng như mình tiêm vậy, kỹ thuật tiêm của mình vậy đó, mình sẽ sát trùng, sau đó là mình dùng cái nhỏ, mình nhỏ giọt mực lên cái vị trí mà mình muốn xăm, rồi mình đâm cái kim ở vị trí đó. Rồi rồi qua đi. Đây cái biểu mẫu mô phỏng này mình có thể phóng to lên được không? Cô thấy chưa cô?
Alo. Alo. Bây giờ như cô nói không nghe. Thì ở đây là cái phiếu mô phỏng, thì cô sẽ gửi cho các bạn thêm những phiếu mô phỏng khác. Các bạn có đầy đủ các vùng đầu cổ, bụng, ngực này nọ hết không? Thì tùy theo cái kỹ thuật mình làm á, cái dụng cụ mình cố định thì mình sẽ ghi chú khác nhau, và thậm chí là có những cái phiếu khác nhau để ghi chú rõ ràng hơn đối với những cái trường hợp mình dùng những công cụ phức tạp. Thì ở đây các bạn sẽ về, mình sẽ đọc những cái phiếu mô phỏng này, và mình tưởng tượng là khi mà mình làm cho bệnh nhân á, mình biết được những cái thông tin về vị trí, về dấu xăm, về laser thì nọ như vậy á, thì mình có thiết lập lại được tư thế cho bệnh nhân hay không. Và bởi vì là mình cũng là một người có cái đầu đúng không, cho nên là khi mà các bạn được đưa cho một cái phiếu mô phỏng, các bạn thực hiện trên cái phiếu mô phỏng này, thì nếu có những cái vấn đề gì mà nó gây gọi là không rõ ràng khi mà mình thiết lập cái tư thế cho bệnh nhân á, thì các bạn cũng có thể là lúc trong lúc mình làm á, mình biết mà mình đề xuất ha. Tất cả mọi người đều phải làm việc nhóm, nghĩa là bổ sung cho nhau. Khi quá trình mình làm mình thấy cái từ nào gây hiểu lầm chẳng hạn, thì mình sẽ góp ý để cho nó được hoàn thiện hơn. Thì ở đây các bạn, cô nhiệm vụ cho giao nhiệm vụ cho các bạn là về nhà đọc các phiếu mô phỏng, và mình tưởng tượng được là mình sẽ cái tại sao phải xác định, phải đo những cái khoảng cách đó, làm sao là phải xác định là những cái tích vô, những cái dấu ô vuông đó thì để làm cái gì, mình hiểu được ý nghĩa của những cái chỗ đó nha. Rồi qua đi các bạn. Qua luôn. Qua luôn. Qua luôn. Đây, quay lại. Đây này bạn. Các bạn có thể nhìn cái này để mà hiểu được cái ISO center nha. Rồi, qua luôn. Các bạn luôn luôn nhớ là cái trục laser, cái ISO center đó, nó là cái gọi là ngôn ngữ giao tiếp giữa các máy nha các bạn. Rồi, qua nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, qua. Rồi. Qua. Rồi. Ở đây cô rất là thích là nhóm mình có cái sự tóm tắt lại, để cho các bạn hình dung được toàn buổi học có những cái vấn đề gì, và mình khi mà đọc ở những cái ô này nè, các bạn đọc vô mô phỏng là gì, các bạn trả lời được hay không về khái niệm, về mục đích, 2D là sao, 3D là sao, chiều thế bệnh nhân thì có những tư thế nào, trường chiếu xác định ra làm sao, nguyên tắc đặt trên tên trường chiếu, cố định chiều thế thì mình sẽ có những cái dụng cụ nào, phương tiện nào, và cái nguyên tắc là mình cố định là như thế nào, và mục đích để làm ra sao, và cái vai trò của nó là sao, rồi các khái niệm về các điểm, điểm tham chiếu, điểm ISO center, tâm xạ vân vân, rồi biểu mẫu mô phỏng, có những biểu mẫu đó thì các bạn về đọc để mà mình hiểu được là tại sao mình phải điền vô những cái chỗ đó. Rồi như vậy là còn các câu hỏi, cô nhớ như có câu hỏi này nó không chưa đúng lắm thì phải, có thể đi từng câu hỏi giúp cô được không, để cô coi kỹ lại cô nhớ là có cái gì đó. Đây hả, câu là sau đây sai khi lưu ý đặt tên bệnh nhân trong xạ trị. Rồi, ok. Rồi. Rồi, cái này nãy nói rồi, qua luôn.
Rồi. Nè, những cái chỗ như vậy này khi mà mình trả lời đáp án câu nào là đúng thì bạn nói luôn. Ví dụ như đáp án là 2 thì hai cách xác điểm điểm năng chiếu là cái gì? Mình nói luôn em, chứ mình nãy như chỉ có nói đáp án là 2 nhưng mà không có giải thích cho các bạn. Để mình nhắc lại bài học luôn. Rồi qua đi. Rồi mấy cái này các bạn tự coi trong slide để mà kiểm tra lại nha. Rồi. Rồi cô nghĩ là cô đã giải thích lại cái bài học mình á. Thì các bạn khác có câu hỏi gì không? Nhóm này dễ thương quá ha. Đáng yêu quá. À, nếu mà các bạn không có câu hỏi nào nữa thì mình sẽ kết thúc bài thuyết trình ở đây. Và các bạn lần trước á, mình có nói là có những cái bài học trước đó mà các bạn chưa có hiểu rõ và có thể là sẽ cô sẽ dạy thêm đó. Thì các bạn có sắp xếp, có cần phải sắp xếp buổi nào khác không? Hay là các bạn cần thêm thời gian để tự đọc lại để xác định hay không? Thì bạn lớp trưởng đã hỏi lớp chưa? Đã có xác định được cái ngày nào để mình lên lớp chưa các bạn? Hôm nay là buổi cuối rồi đó. Theo lịch, theo cái chương trình học của mình đó. Hôm nay đã là buổi cuối rồi đó. Còn những cái mục khác là các bạn tự học ở nhà hết rồi, không có lên lớp. Cho cô một câu trả lời đi, đã xác định được ngày hay chưa? Chưa thì các bạn về, cô cho các bạn trong ngày hôm nay. Hôm nay là hôm trong tuần này luôn đi. Thì trước chủ nhật nha, ngày hôm nay và ngày mai các bạn kiểm tra lịch của mình vào tuần tới. Thử xem là có bữa nào mà các bạn có thể online với cô được hay không. 8 giờ, 8 rưỡi tối thì tốt cho cô. 8 rưỡi mình sẽ làm một tiếng rưỡi thôi, chịu khó học ban đêm chút xíu. Ban ngày cô không có sắp xếp được, cô cũng đang dạy một lớp khác nha. Các bạn xác định giúp cô rồi sau đó trả lời cho cô. Mà trước mắt nè, cô hỏi thì nên có một câu trả lời giúp cô đi. Đã có ngày hay chưa và có cần hay không? Dạ có cần, nhưng mà em chưa sắp được rồi, thế nên em sẽ đáp thôi. Rồi. Mình sẽ kết thúc bài học ở đây nha. Rồi mình sẽ hẹn nhau vào một bữa khác. Bữa đó thì các bạn khác cũng không nhất thiết phải online đâu. Ai mà muốn thì online, không thì thôi, cô không có bắt buộc các bạn ha. Miễn sao mà các bạn tự tin để các bạn thi được là ok. Rồi mình chào các bạn nha. Dạ chào cô. Chào cô. Dạ chào cô. Rồi chào cô.